Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì là số podcast. Và như cái tiêu đề thì chúng ta sẽ tìm hiểu một nhà hương đến từ Thái Lan. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta phải tìm hiểu qua một xíu về khách mời, cũng như là người sẽ dẫn những câu chuyện hay ho về nhà hương này. Thì xin mời khách mời có thể giới thiệu qua một xíu. Chào mọi người, mình tên là Trung. Mình hiện tại đang là founder của Central, là một cửa hàng nước hoa hiện tại đang ở Hà Nội. Và hôm nay rất vui được cùng với anh Thiên để có thể chia sẻ với mọi người thêm về mùi hương. Thì có lẽ chúng ta đi sâu hơn về ông chủ cửa hàng cũng như là người tên Trung ở đây. Thực ra thì nếu mà bạn nào mà có lẽ là chơi nước hoa lâu một xíu thì chúng ta đã đều biết là chắc là biết đến Trung. Tại vì trước đây thì có thể nói rằng là anh biết nước hoa sau Trung khá là lâu. Kết hợp cùng với đó thì anh lúc anh bắt đầu tìm hiểu về nước hoa thì anh cũng có đọc những cái bài viết của Trung trên những cái mạng xã hội khá là nhiều. Đấy, thì sau đấy thì tình cờ được biết tới. Thực ra tôi đã mời Trung quay một cái số, đây là câu chuyện chia sẻ, tại vì tôi cũng có kể qua với mọi người, đó là về com đờ gác xăng. Tại vì là ở dưới cửa hàng thì Trung sưu tập rất là nhiều com đờ gác xăng, và những cái chai nước hoa đấy thì ở Việt Nam gần như là rất ít người chơi. Nhưng mà Trung bảo là không tự tin. Nên là hôm nay thì may mắn được cùng với Trung ở đây chia sẻ đến một thương hiệu đến từ Thái Lan. Nhưng mà trước tiên thì anh có một cái câu hỏi như này nhá. Đó là cách đây khoảng tầm 5 đến 7 năm, ở thị trường Việt Nam thì cái việc mà tiếp cận với nước hoa thì nó khó hơn bây giờ đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Em nghĩ sao về cái việc mà cái thị trường bây giờ nó phát triển như thế? Thật ra thì em nghĩ các chai nước hoa đến từ các thương hiệu Đông Nam Á nói riêng, như là Thái Lan này, như là Malaysia này, hay là châu Á nói chung, hiện tại đang có một bước chuyển mình khá là mạnh mẽ và hiện tại đang được mọi người biết đến khá là nhiều. Cũng giống như anh Kiên đây, là em cũng có quen một vài bạn mà về làm mùi và học mùi, là bạn ấy có đi học ở các trường lớp kiểu tử tế đàng hoàng ở các nơi như là Thái này, như là Úc này, hay thậm chí kể cả Pháp và kể cả Nhật. Thì mọi người hiện tại đang có một định hướng khá là rõ ràng, và mọi người đang, em nghĩ là cái mảng nước hoa này ở Việt Nam, em nghĩ là sẽ có sự phát triển trong thời gian tới. Chắc là nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi kinh tế, tại vì bây giờ mọi người dần chúng ta nghe cái câu chuyện là kiểu châu Á bắt đầu là một cái mảnh đất mới. Thì dần nước hoa mình thấy cũng thế. Tại vì nếu như bạn nào mà để ý trong những thời gian gần đây thì các thương hiệu vào Việt Nam rất là nhiều. Đó, thì cái việc mà chúng ta được tiếp cận nhiều hơn. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái thương hiệu nước hoa mà đến từ những nước láng giềng, nhiều khi chúng ta không biết, tại vì chúng ta mới thì chúng ta thường chúng ta chạy theo thương hiệu lớn. Thì với một người sưu tầm, chơi và tìm hiểu lâu như Trung thì anh thấy có một cái là thường người ta sẽ đi hai hướng. Một là kiểu ta sống ẩn dật, hai là sẽ là cái kiểu bắt đầu chuyển sang kinh doanh. Thì Trung cũng có một góc nhỏ như lúc nãy Trung giới thiệu, đó là Sentio đúng không? Thì cái ý nghĩa của cái tên cửa hàng là gì? Cái từ Central này, em ghép từ hai từ là sense có nghĩa là mùi hương, và spatial có nghĩa là không gian. Thì đối với em, cái cửa hàng này em muốn cái cửa hàng của em nó sẽ thành một không gian để cho mọi người có thể đến, mọi người có thể trải nghiệm bằng tất cả các giác quan. Và đây cũng, em nghĩ đây cũng sẽ là một nơi để chia sẻ về trải nghiệm của tất cả mọi người khi mà đến cửa hàng, và em nghĩ là sẽ fulfill được cho tất cả mọi người về tất cả các thứ liên quan đến mùi hương, không chỉ là nước hoa mà về sau có thể là các thứ liên quan như là nến này, như là kiểu tinh dầu, hay thậm chí cả các sản phẩm liên quan đến ô tô chẳng hạn, mùi hương liên quan đến ô tô, rồi nhà cửa, home decor, kiểu như vậy. Thế thì có một cái nghĩa là thực chất thì tại vì khi mình chia sẻ như vậy thì nó khá là chung, kiểu nó sẽ giống những cái cửa hàng nước hoa khác. Dạ vâng, đúng rồi. Thì thường chúng ta sẽ ở đây là về, anh nghĩ là yếu tố sản phẩm là một nhé, nhưng mà có một cái đó là cái tâm huyết của người đứng đầu. Thì tại sao em lại mở ra một cái cửa hàng nước hoa? Cái này cũng phải chia sẻ thật là do em đã có quá trình chơi và tìm hiểu về nước hoa khá là lâu, tính đến nay thì chắc khoảng gần 15 năm. Ngoài vấn đề là một người tham gia tìm hiểu về nước hoa thì em cũng có viết bài như anh còn nói lúc trước ấy. Và cũng hiện tại cũng đang là một admin của một group về nước hoa tại Việt Nam cũng khá là lâu đời rồi. Thì trên cái con đường tìm hiểu mùi hương này thì em nhận thấy là mọi người đang, những cái người trẻ, những người mới thì họ đang có điều kiện để họ có thể phát triển và họ tìm hiểu được nhanh với cả mạnh hơn anh em mình hồi xưa rất là nhiều. Đúng. Nhưng mà em cũng thấy rằng là vì nó nhanh và mạnh như thế, và cái xã hội hiện tại đang bây giờ đang gọi là thế giới phẳng ấy, cái thông tin tìm hiểu nó rất là nhiều. Và em nghĩ là nếu mà mình là một người có kinh nghiệm đi, có kinh nghiệm và có sự trải nghiệm, thì em nghĩ là mình có thể, cái Central này sẽ là một nơi có thể để cho mọi người đến để trải nghiệm thực tế. Tại vì đối với em thì mùi hương nước hoa phải sống ở trên da, phải trải nghiệm bằng tất cả các giác quan. Anh cứ là anh đang hiểu cái ý của Trung, nghĩa là em đang muốn rút ngắn lại cái con đường lựa chọn mùi hương cho mọi người. Đúng rồi. Em nghĩ là một nơi mà mọi người có thể không cần phải blind buy. Đấy, mọi người có thể đến và tìm hiểu không chỉ nước hoa về Pháp, về Ý, và hoàn toàn có thể có rất nhiều các mặt hàng và các nhà hương mà nó khá là hay. Và em nghĩ mọi người kiểu em rất muốn là em mang được những nhà hương mà kiểu thứ nhất là lạ này, thứ hai là kiểu có ấn tượng và có concept rõ ràng để cho mọi người có thể trải nghiệm nhiều hơn. Ok, thế thì ở đây thì chúng ta sẽ đại khái là sẽ hình dung Central là một nơi để chúng ta có thể, nếu như để mà nói ở trên khía cạnh là một người dùng, thì các bạn có thể không phải blind buy, các bạn cũng có thể tìm ra những cái mùi hương nó đặc biệt và rút ngắn cái con đường tìm được cái mùi hương mà mình yêu thích. Còn đối với Trung thì sẽ là nơi mà Trung gửi gắm, đưa ra những cái kinh nghiệm sau một cái thời gian mà tìm hiểu. Cái này nó là một cái mà mình nghĩ là bây giờ khi mà xã hội nó phát triển ấy, các bạn cũng bắt đầu đầu tư nhiều tiền hơn để làm đẹp. Thì một cái nữa đó là quá nhiều thương hiệu nước hoa thì các bạn cũng sẽ bị khó trong việc lựa chọn mùi hương như thế nào. Và rồi mọi người kiểu trong một quá trình dài mua và rồi không tìm được mùi hương phù hợp, thế là từ bỏ, hoặc có thể là mua xong rồi chán, xong rồi lại bán, xong rồi lại mua, thì rất là mông lung trên con đường đấy. Thì mình nghĩ là bây giờ cái chuyên mục này của mình cũng sẽ cố gắng làm sao để giới thiệu mỗi một nơi như thế này sẽ có những cái điều nó đặc biệt hơn để mọi người đến trải nghiệm. Thì ở Central thì có những cái gì ngoài cái việc mà em gửi gắm tâm huyết như thế không? Thí dụ như có cái gì nó đặc sắc hơn mà em tự nhận rằng là mình có thể đáng để các bạn đến trải nghiệm không? Hiện tại thì ngoài, em nghĩ là đây là một nơi mà em đã ấp ủ từ rất là lâu rồi. Vì thế bây giờ nhá, có một cái quan trọng là đến có gặp được em không? Ok. Tại vì nhá, đây là một cái yếu tố mà anh nhìn thấy, đó là có rất nhiều nơi mở ra concept rất hay, câu chuyện để co đẹp, nhưng mà cái thực chất người ta đến là người ta quan tâm đến mình, những cái mình chia sẻ, nhưng mà đến người ta lại gặp những cái bạn, có thể là những bạn sinh viên đi làm thuê, đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Tại vì là người chủ thì người ta lại không có thời gian để chăm lo cho cái vấn đề đấy. Thì đấy cũng là một cái yếu tố mà anh nhìn thấy rằng là khi mà một cửa hàng nó phát triển lên thì dần dần cái người chủ người ta không còn trực tiếp ở đấy tư vấn nữa, mà ở trên một cương vị là người mới chẳng hạn. Anh rất thích được nói chuyện với một người có hiểu biết về nước hoa, có trải nghiệm. Thì thứ nhất là có đến có gặp được Chung không, hoặc là sẽ gặp ai? Chắc chắn là khi mọi người đến với Central thì mọi người sẽ được gặp mình và được gặp các bạn của team của mình. Thì đối với mình là mình một người có sự trải nghiệm về nước hoa cũng có một thời gian khá là lâu, thì mình sẽ là người tư vấn trực tiếp cho các bạn. Ngoài ra thì chúng ta có thể đến đây để chào hỏi nhau, để nói chuyện phiếm, để bàn luận về ngoài nước hoa ra có thể là mọi thứ trên đời, và mình rất là welcome mọi người đến. Đó. Ở đây anh thấy một quyển sổ để trên bàn, hôm trước anh có đọc một cái bài viết ở trên trang của em. Đây, một quyển sổ rất là xinh. Thì quyển sổ này nó có gì hay không? Trong quyển sổ này thì nó sẽ giống như là một quyển nhật ký, một hành trình về mùi hương để dành cho các bạn. Thì ở đây, trong đây thì sẽ có các mục phần như là mùi hương mà bạn ưa thích này, rồi wishlist của bạn là gì, rồi trên con đường quá trình mình trải nghiệm thì mình có thể nhận ra cái gì. Ngoài ra thì mọi người cũng thể viết bất cứ gì trên đấy, tại vì mình có để một cái phần lớn giấy trắng là bạn có thể vẽ, bạn có thể cảm nhận không chỉ là về mùi hương, về cuộc sống, và những cái thứ đấy nó sẽ build up, nó sẽ dần dần nó sẽ tạo nên cái cá tính về mùi hương của bạn. Cái này anh thấy khá hay nhá, tại vì đây là một cái rất là sáng tạo, vì không có nhiều nơi có. Thường người ta sẽ có một cái kiểu là theo như hôm trước thì anh có xem thì có một cái video ở Gác Lăng là đến chúng ta lại nghe một cái bản nhạc Dạ vâng. Người ta chọn một cái bản nhạc mà phù hợp mà nghĩ chúng ta thích thì từ đó người ta sẽ tư vấn cho mình những mùi hương. Dạ vâng. Nhưng mà có một cái quyển sổ như thế này thì cũng rất là hay. Dạ vâng. Nghĩa là mỗi người bên em khi mà người ta chọn một sản phẩm thì người ta sẽ đi kèm một quyển sổ như thế này. Đúng rồi. Để người ta có thể tự feedback lại chính cái mùi hương trong này, đúng không? Và đây cũng có thể là một cái quyển sổ mà khi mà các bạn kiểu có thể kiểu cho chia sẻ với mình chẳng hạn, thì mình có thể biết được là gu của bạn là gì, rồi phong cách của bạn là gì, rồi nhu cầu của bạn là gì, thì chúng ta có thể kiểu tìm hiểu nhau và chúng ta có thể kết nối được với nhau dễ hơn. Cảm giác như kiểu ngày xưa đi học ấy. Dạ vâng. Ghi chép bài rồi đến thầy Trung kiểm tra nhỉ. Thì nó sẽ, tại vì cái này nó giống kiểu em hồi xưa em cũng đi tìm hiểu với nước hoa, cũng kiểu tự mình tìm hiểu rồi tự mình kiểu tìm ở trên mạng rồi tự kiểu liên hệ với các anh lớn rồi kiểu mọi người nói chuyện với nhau rồi tìm hiểu, thì mình dựa trên những cái bản thân của mình đã từng trải qua gì và mình đúc kết lại, và sau đấy thì mình làm một cái quyển sổ. Nó cũng có thể gọi ngoài là quyển nhật ký ra thì có thể ghi lại các khoảnh khắc, các dự định của mình trong tương lai. Ví dụ như là trong này thì mình có một cái phần gọi là wishlist, thì mình có thể kiểu viết ra các mùi hương mà mình yêu thích, thì để cho bạn có thể không quên và về sau mình có thể vẫn tìm được các mùi hương đó ạ. Kiểu như này. Như ở tôi bây giờ tôi đọc những cái nguyên liệu tôi cũng toàn phải kiểu viết ra sổ. Dạ vâng, đúng rồi. Xong rồi mỗi khi mà mình gửi thì mình cũng sẽ kiểu trên sách người ta ghi kiểu này, mà mình cảm nhận ra kiểu này. Dạ vâng. Thì chung quy lại thì nó sẽ ra như thế nào. Dạ. Đấy là nếu như mà chúng ta thực sự đam mê một cái gì đấy. Dạ vâng. Đấy thì đây cũng là một cái quyển sổ mà tôi đã nhìn thấy rất là xinh. Đấy. Thế là ngoài mua nước hoa ra thì chúng ta được đi học mà chúng ta có cả sách vở. Dạ, có sách vở đàng hoàng luôn. Thế thì hiện tại ở Central thì có mùi hương, có thương hiệu nào đặc biệt? Hiện tại tuy là bên mình cũng mới mở thôi mà mình hiện tại đang là phân phối độc quyền của nhãn hiệu Tada Parfumeur của Thái Lan. Và sắp tới đây thì sẽ có một thương hiệu nước của Nhật Bản sắp về. Bật mí. Hay là không bật mí, sợ không bước qua. Cái này thì em với cả hai người đang có các kiểu bước final cuối cùng. Nên là chắc là cũng phải chờ một thời gian nữa, có thể là trong một video tiếp theo của anh Kiên thì mình sẽ có cơ hội để có thể kiểu giới thiệu cho các bạn về một nhà hơn đấy chẳng hạn. Rồi, ok, thế thì chúng ta đã tìm hiểu qua một xíu về thông tin nhân vật khách mời ngày hôm nay, cũng như là một cái nơi trải nghiệm nho nhỏ mà chính Trung đã ấp ủ được rất là lâu, đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì nếu mà các bạn có dịp đến, hoặc là có thể là video sẽ nhờ bạn edit cho một vài cảnh của cửa hàng, thì các bạn thấy rằng là Trung để ý đến những cái chi tiết nhỏ rất là kỹ. Cái này thì có lẽ các bạn cần xem video các bạn biết là kể cả có cái hình cái khiên ở đây, đúng không? Cái khiên ở đây ở dưới ngay cửa bước vào thì cái khiên này ở ngay dưới chân, và Trung bảo là Trung đã tự đúc, đúng không? Dạ vâng, cái đấy là em làm cái tấm đồng, em phải xuống một nơi khá là xa, em phải tự đi đóng cái đấy, xong rồi lại setup để cho nó có thể kiểu chìm ở cái phần sàn của cửa hàng. Đây là một cái rất đặc biệt, thì các bạn chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự đầu tư và tâm huyết của chính người chủ như thế nào. Thôi bây giờ thì quay lại với chủ đề chính trong ngày hôm nay, những chai nước hoa đang được bày trên bàn. Thì trước mắt đây không phải là toàn bộ, và đây chỉ là một vài con đặc biệt mà chúng tôi sẽ nói về sơ trong ngày hôm nay. Thì chính nhất là Tada là một thương hiệu Thái, đúng không? Dạ vâng, thành lập lâu. Tada thì cũng thành trong khoảng tầm vài năm trở lại đây thôi. Nhưng lâu giờ là mùi cũng là kiểu founder là ông Tada Achao thì đã có kiến thức và đã có lịch sử về, cũng như tìm hiểu về làm mùi. Đợt trước là ông ấy có làm một thương hiệu tên là natural teller. Sau đấy thì ông ấy không làm cái thương hiệu đấy nữa và chuyển qua làm thương hiệu Tada Parfumeur trong khoảng tầm 3-4 năm trở lại đây thôi. Thế thì ông này thì trước đây thì ông có học có điều chế gì không? Người vẫn làm, hay là kiểu sẽ nhiều mảng khác nhau? Em thấy là ông Tada này, ông ấy là một người mà cá nhân em nhé, thì em thấy cái định hướng về kiểu tìm hiểu mùi rồi tìm tòi học hỏi rất là lớn. Và trước đây là kiểu nếu mà ông ấy thích gì ông ấy sẽ tìm hiểu cho bằng được, và phải tìm hiểu đến kiểu gốc rễ tận nguồn ấy. Hiện tại thì cái thương hiệu này thì các nguyên liệu của ông ấy, có những cái chai là ông ấy tự lên nguyên liệu, tự làm mùi. Sau đấy ông ấy cũng đang có học qua về các trường lớp ở bên Thái về học mùi và điều chế mùi. Ngoài ra thì ông ấy cũng có các lớp ở bên Nhật, ở bên Đài Loan, bên Thái về dạy điều chế cho lại cho mọi người nữa. Thế anh có xem một cái list ảnh mà em gửi cho anh về việc là ông có tổ chức những cái buổi workshop để chia sẻ đúng không? Đó vẫn đúng rồi. Anh thấy là kiểu bây giờ perfumer sẽ có ít người mà đi theo cái hướng là vừa đi học vừa sáng chế mùi hương mà lại đi chia sẻ đến như vậy. Tại vì trong cái buổi trong cái bộ ảnh đấy thì anh nhìn là uầy, thấy cũng rất là đông. Chứng tỏ là ông ấy cũng có một cái lượng fan hâm mộ cũng khá lớn đấy đúng không? Đó vẫn đúng rồi. Đấy. Chỉ có một cái là không hiểu vì sao mà hãng Tada này lại không lên Frantica như em với cả anh kia đều biết, nó giống như kiểu Wikipedia về nước hoa vậy. Ông ấy lại không muốn lên đấy. Ông ấy kiểu thật ra ông ấy sẽ giống như kiểu một dạng kiểu người tìm hiểu và kiểu người đứng đằng sau cứ làm ra mùi theo cái cảm xúc. Tại vì các mùi hương của Tada, nói cho mọi người biết thêm là các mùi hương của Tada thì nó đều lấy dựa trên các ký ức này, các sự kiện của ông ấy tái tạo lại theo một cách nó thuần khiết nhất, không hề mà kiểu phóng đại gì cả. Nhưng mà có một cái câu mà anh hỏi là tại sao lại là Tada? Ý nghĩa của cái tên thương hiệu em có biết không? Cái Tada đấy chính là lấy cái tên của chính ông ấy luôn. Ông ấy tên là Tada Achao. Đã vâng, nên ông ấy lấy tên thương hiệu này để cũng là một cái để cho em nghĩ, để cho mọi người biết là ông ấy đang rất là thích, ông ấy kiểu đam mê về cái nhà đấy. Có nghĩa là như này nhá, lúc mà anh đọc ấy thì anh thấy rằng là Tada nghe như kiểu, nghe nếu mà nói quá lên mà vui vui mà chúng ta hơi cảm thán kiểu ta kiểu đấy. Chúng ta tìm ra một cái gì đấy nó rất là thú vị đấy. Thì cái lúc mà anh đọc ở đây anh thấy bảo cái nhà này nghe nó kiểu nghe cái tên thôi thì đã thấy là kiểu khá là cảm xúc, mà cảm xúc kiểu nó khá là tích cực. Vâng. Thì ở đây thì nếu mà cái nhà nước hoa này thì chai nào là chai đầu tiên? Chai đầu tiên anh nghĩ rằng là tác phẩm đầu tiên sẽ luôn luôn là tác phẩm mà ông sẽ rất là nhớ và có một cái câu chuyện nó rất đặc biệt đúng không? Tác phẩm đầu tiên thật ra nó đi rồi vậy. Nó đi rồi. Bỏ qua đấy. Nhưng mà em có biết là cái cảm hứng sáng tạo của chai đầu tiên không? Cái đấy em không rõ là vì chai nó diss rồi. Cũng chưa được thử. Em chưa được thử. Thật là em chưa thử. Tại vì ông ấy cũng thích kiểu dạng kiểu ông ấy làm ra một vài mùi mà ông ấy tìm được cái best nguyên liệu ấy. Ông làm ra xong rồi kiểu giống như xong rồi ông ấy hết best rồi thì ông không làm nữa, ông ấy diss luôn. Giống nghe giống kiểu Slumberhouse với Slumberhouse. Nghe kiểu đấy là làm theo cảm hứng, là có đủ nguyên liệu ra làm mà hết rồi thì thôi, không mua được thì thôi kệ đúng không? Giống như cái line mà D-Bai Comedy ấy, ông ấy mới ra thì limited ông ấy chỉ ra 30 chai trên toàn thế giới thôi. Là như là bên em là nhà phân phối của Việt Nam, một bên khác nhà phân phối của Đài Loan và ông ấy là nhà phân phối Thái Lan, thì chia nhau 30 chai đấy. Mỗi bên 10 à? Mỗi bên kiểu ai muốn mua bao nhiêu mua, mà tao chỉ làm 30 chai thôi. Ông bảo tao chỉ làm 30 chai thôi. Và nếu hết thì mày phải chờ từ 4 đến 6 tháng sau để tao ủ thêm mẻ nữa thì tao mới làm lại được. Nghe cũng có vẻ con đường sưu tầm có vẻ hơi mệt đấy. Dạ vâng. Đây là một cái mà cái điều mà người ta thường là cái phân khúc niche vậy, indie ấy, nó sẽ khác designer ở những cái điểm đấy. Dạ vâng đúng rồi. Tại vì bây giờ thực ra thì cái ranh giới đấy anh cũng nói chuyện với mấy người, anh bảo là bây giờ cái ranh giới giữa designer và niche nó cảm giác nó khá là mong manh. Và nhiều khi là chúng ta kiểu niche thì nó đúng ra nó là ngách và những cái sản phẩm khó kiếm, nhưng mà thực chất thì bây giờ những cái chai niche cảm giác nó còn dễ mua hơn cái designer. Nhưng bây giờ chúng ta biết đến là bên cạnh chúng ta có nước láng giềng và có những cái mùi hương nó cũng rất đặc biệt. Thì hiện tại mùi hương nào đang là iconic của nhà Tada? Ở Việt Nam thì mọi người đang hiện tại sẽ biết tới giống như là Shimishigure, là một mùi hương lấy cảm hứng từ Nhật Bản và là một lấy cảm hứng từ trà Uji Matcha. Ngoài ra thì Latakia cũng là một mùi hương rất là hay, nó về chủ điểm nói về câu chuyện trà nhá. Năm nay là chen trà đấy. Dạ vâng. Năm nay là chen trà đấy, các ông có muốn tôi làm mùi trà không? Thì cho ý kiến ở phía dưới nhá. Để tôi bố trí tôi làm mùi trà đã năm nay ở Việt Nam. Trà thì em xin phép được cái anh một cái chai của một nhà Nhật Bản SC. Chai đấy mùi trà rất hay luôn. Nhà này tôi thấy có mùi trà kiểu có hình kiểu chân trâu luôn thì hay sao ấy. Bobati với cả ông ấy có một làm một mùi về trà sữa Thái nữa. Trà sữa Thái này bật mí cho mọi người là đầu năm sau sẽ có. Hiện tại ông ấy đang exclusive ở bên Đài, nhưng mà đầu năm sau là sẽ cho cả Đài, cả Thái và cả Việt Nam để có luôn. Thế thì cái ở đây đó là em tại sao em lại lựa chọn Tada là cái thương hiệu đầu tiên em làm khi mà em mở cửa hàng? Nó có sự đồng điệu gì không? Như em nói lúc đầu ấy thì em cảm thấy giữa em với Tada, em nhìn thấy điểm chung về cái sự tìm tòi về mùi hương đến mọi người. Em hay gọi là kiểu die hard về tìm tòi mùi hương. Ông ấy có thể kiểu tập trung làm mùi, ông ấy sẽ chỉ làm mùi, ông ấy sẽ phát triển theo cái hướng mà ông ấy thích thôi. Thì ông ấy không quan tâm, nghĩa là kiểu mùi hương nó phải kiểu nịnh mũi mọi người, hay mùi hương nó phải thể hiện ra một cái gì đấy hay là theo cả một cái trend nào cả. Ông ấy thích là ông ấy làm, và ông ấy dựa theo cảm hứng, dựa theo ý tưởng mà ông ấy đã có sẵn trong đầu rồi. Đó, và ngoài ra thì em với Tada, ngoài ra em cũng là một người đã tìm hiểu về nhà hương này cũng lâu rồi. Là trên danh nghĩa là một người chơi. Trên người chơi thì em đã tìm hiểu về Tada cũng từ trước đấy cũng 1-2 năm rồi, và em cũng có follow theo ấy. Follow Facebook, follow Insta ông ấy, và em thấy được là ông ấy là một người kiểu hợp với mình. Và sau khi làm việc thì ngoài nói chuyện về công việc ra thì bọn em còn nói chuyện về cuộc sống, rồi về con người, về đồng điệu nhiều thứ và thế thì bây giờ như này, mùi hương nào và câu chuyện của chai nước hoa đấy khiến em ấn tượng nhất về nhà này? Mùi hương, câu chuyện ấn tượng nhất à? Nếu như là em thì em sẽ thích cái chai Paradiso nhất, cái chai nằm trong bộ mới. Thì bộ hương Divine Comedy này thì lấy ý tưởng từ trong cái tác phẩm, lấy ý tưởng từ cái bộ tiểu thuyết Divine Comedy, là một bộ của Ý ấy. Bộ đấy thì nói về thiên đàng và các tội lỗi. Bộ đấy cũng, nếu mà mọi người chơi game, mọi người sẽ biết đến rất nhiều tựa game liên quan đến này, ví dụ như Dante Inferno này, rồi God of War, kiểu như vậy. Thì cá nhân em cũng là một người cũng khá là thích kiểu chơi game, xem game đấy, thì em cảm thấy bộ hương này nó linh với cả mình. Ngoài ra thì cái chai Paradiso đấy thì nó nói về thiên đàng đấy. Nơi em muốn đến à? Có thể coi như vậy, cái nơi em muốn đến đấy. Ngoài ra thì chai này thì dùng rất nhiều nguyên liệu mà tự nhiên mà kiểu rất là đắt đỏ. Thì khi mà em xịt ra em cảm thấy được cái sự chỉn chu về nguyên liệu này, chỉn chu về cách làm. Có cái gì mà khiến ông ấy có thể làm ra một cái, nghĩa là ông ấy đã trải qua một cái gì mà ông có thể làm được mùi hương như thế nhỉ? Cái đấy thì chắc mình phải, cái đấy nó sẽ là cảm hứng riêng của tác giả. Cái đấy thì em không, anh khám em có hỏi đấy, nhưng mà ông bảo đấy là cảm xúc riêng của ông ấy muốn giữ lại cho mình. Tại vì là có nhiều mùi hương nó được lấy cảm hứng là sau một chuyến đi, hay là sau một cái quãng thời gian người ta có thể là người ta rất là vui sướng, hay là người ta ở trong một cái trạng thái là người ta thất tình chẳng hạn, hay là đổ vỡ, thì người ta, nghĩa là trong cái thời điểm đấy thì người ta nhìn ra nhiều yếu tố, và rồi người ta biến chuyển nó từ cái cảm xúc để thành một sáng tạo về mùi hương. Thì anh cũng khá là tò mò, tại vì không hiểu thì thiên đàng là nó sẽ như thế nào, hay là nó có gì tuyệt vời đấy. Tại vì thực ra thì tôi chưa ngửi chai đấy, thì có thể là khi mà tôi ngửi, biết đâu tôi lại kiểu tôi lên thiên đàng. Vì có những cái mùi hương mà đúng thật kiểu mình ngửi một phát mà mình cảm giác kiểu nó đúng như kiểu mùi gáp 10 chẳng hạn. Đấy, và anh nhớ mãi có một cái mùi hương mà anh có nói chuyện với ông anh, anh ấy là chủ chạy gà. Anh ấy có nói vui một cái câu, đó là mùi MERS 25. Nó là mùi mà khi mà Chúa gặp quần áo. Có nghĩa là khi mà chúng ta chỉ cần nói thế thôi là chúng ta sẽ hình dung ra một bầu không khí, một bầu không gian trắng. Chúa tóc trắng, đúng không? Ánh hào quang, mặc một quần áo màu trắng. Và rồi thì Chúa cũng đang gập những cái chiếc quần áo màu trắng. Cảm giác tất cả mọi thứ nó rất là sạch sẽ và tinh tươm. Đấy, thì có những cái mùi hương mà chỉ cần qua một hình ảnh thôi, một cái lời mô tả là người ta có thể hình dung ra được. Nên anh cũng rất là tò mò những cái mùi hương đấy. Ví dụ như hôm trước là tôi cũng có chụp một con ở trong bộ của Tada lên, đó là Latakia. Thì con đấy các bạn nhìn hình một phát là các bạn biết luôn nó là nguyên liệu gì. Tại vì thứ nhất nó có một cái tẩu thuốc. Dạ vâng, đúng rồi. Thứ hai đó là một cái vai màu tối. Dạ vâng. Thứ ba đó là hình con ong và cái mật nó chảy ở trên tẩu thuốc. Dạ vâng. Mọi người có thể kiểu qua một cái hình ảnh là mọi người có thể nghĩ luôn mùi hương đấy là như thế nào. Đúng rồi. Thế thì ở trên góc độ của em thì em sẽ ấn tượng với mùi hương nào của Tada? Trên góc độ của em thì cá nhân em có thể, tại vì là nói trước là góc độ là người chơi 15 năm nó sẽ khác với góc độ người dùng nhá. Dạ vâng, đúng. Đấy, thôi đừng ông lại bảo thôi anh em nghe anh Trung mô tả ngon quá, em lại bài luôn, thế là lại vỡ mồm đấy. Dạ vâng. Thì ngoài Paradiso ra thì cá nhân mình khá là ấn tượng với cũng là một chai limited của Tada là chai Sanju no Kawa. Chai này lại lấy ý tưởng từ cái dòng sông chết Sanju. Và đấy là trong văn hóa của Nhật Bản thì đấy là một cái hình tượng. Cái bộ này như anh nghe là bộ ông ấy đi Nhật đúng không? Cái chai đấy, cái chai Sanju no Kawa thì nó lại không nằm trong cái bộ Nhật Bản. Tại vì Tada này có một bộ 8 chai nói về kiểu Nhật Bản là bộ Japan Collection. Thì 8 chai đấy thì ông ấy kiểu ông ấy thích nước Nhật quá. Tại vì ông ấy một năm chắc phải đi 6-7 lần. Ngoài vấn đề là kiểu ông ấy thích nước Nhật ra thì ông ấy cũng có các lớp dạy học bên đấy nữa, các course về dạy học thì ông ấy có cảm tình đến mức mà ông ấy làm ra một bộ mà gần như là các khía cạnh hoặc là các câu chuyện rồi các hình thái mà ông ấy cảm nhận được khi mà đến Nhật thì ông ấy sẽ diễn tả hết trong các bộ môn này. Và bật mí thêm cho mọi người là ông ấy sắp ra một bộ liên quan đến rượu sake nữa, cũng của Nhật Bản. Đó. Uầy, khá nhiều mùi trà này, mùi trà sữa này, mùi rượu sake, mùi thiên đàng, khá là nhiều mùi. Đó thì như em có chia sẻ lúc đầu thì là em thấy thích cái cách mà ông ấy thể hiện mùi, tức là ông ấy có cảm xúc gì, có ý tưởng gì, ông ấy làm luôn, làm ngay rồi sẽ đi đến tận cùng của cái ý tưởng đấy chứ không ém hà hay là kiểu một năm chỉ có ra khoảng 1-2 mùi thôi, tại vì ra nhiều lũ loãng. Ông ấy chấp nhận cái việc là thế, ông làm theo cảm hứng, nghĩa là ông ấy thích là ông sẽ làm. Đúng. Có thể năm nay thì ông có cảm hứng làm 10 chai. Đúng rồi. Nhưng mà có thể sang năm là ông sẽ chả có cảm hứng làm chai nào cả. Đúng rồi. Đúng không? Thì ở đây anh có nhìn thấy cái chai này nó có một cái là nó là cái nắp. Cái nắp này nó có câu chuyện nào đi kèm không? Hay là đơn giản là ông chỉ kiểu làm cho nó đặc biệt à? Đợt trước thì ông ấy làm nắp gỗ, nắp gỗ tròn bình thường. Sau đấy ông ấy chuyển ra nắp này. Thì nắp này vốn dĩ hồi xưa là nằm trong các chai bản linh tịnh. Sau đấy thì chắc là em nghĩ là một phần là vì nắp này rất là đẹp và được kiểu các mọi người đón nhận thì ông ấy sẽ làm dành cho các nắp này. Tức là khi mà chúng ta nói về kể chuyện nắp hay là về cái vỏ chai rồi cái tem giấy hay cả cái hộp, nếu mà mọi người đã từng mua Tada hồi xưa ấy thì cái hộp của nó không được đẹp như bây giờ đâu. Thì như cảm nhận là ông ấy cũng có sự chỉnh chu đầu tư cho cái đứa con thiên thần của mình. Dần dần thì nghe theo kiểu khán giả này, nghe theo kiểu mọi người góp ý, rồi ông ấy sẽ kiểu update dần theo. Tức là ông ấy luôn luôn muốn là cái sản phẩm của mình chứ không như một vài nhà mà tôi thấy một thời gian kiểu làm bắt đầu đi xuống cơ. Có nhiều nhà lúc đầu làm hộp sắt, thế sau chuyển sang hộp giấy. Đấy, có những nhà nước hoa như vậy, có nghĩa là mới đầu thì họ rất là chỉn chu, họ thu hút, nhưng mà xong dần khi mà người ta hay gọi là đó là khi mà công nghiệp hóa, đồng tiền bị lấn át là bắt đầu bị chuyển sang cái mô hình như vậy. Thì hôm trước tôi cũng nói chuyện qua với Trung, bảo là thì anh không biết là liệu sẽ có một ngày mà ông đến ông chán, ông không làm nữa không, thì lúc đấy anh em biết mua ở đâu. Thế là Trung chỉ cười. Cái này thì đúng là một nó sẽ là một cái mệnh đề nó hơi bất biến một tí. Nhưng mà theo em nghĩ là nếu mà kiểu mình thích những cái sự có cảm xúc như vậy thì mình mới có muốn đầu tư thời gian, công sức để người ta tìm hiểu hơn. Và đây cũng chính là một trong những lý do mà em muốn mang Tada về. Tại vì em thật sự là ngoài vấn đề đây là một chai nước hoa của một nước kiểu hàng xóm láng giềng với mình ra, thì thật sự là về chất lượng nguyên liệu này, về ý tưởng này, về concept đều rất là hay. Và thật sự là em muốn mọi người ở Việt Nam biết tới hãng này nhiều hơn. Và nếu như mà mọi người có biết rồi thì mọi người nên vồ luôn. Tại vì biết đâu sang năm ông nghĩ lại chuyển sang bộ môn là ông đi làm nhạc chẳng hạn, chứ ông ấy lại không làm nước hoa nữa. Vì theo như Trung kể là ông là một người thích đi đến tận cùng. Đúng rồi. Thích kiểu chinh phục. Mà một khi đã chinh phục xong ấy thì chúng ta cũng không biết được là ông có đổi sang một cái mục tiêu khác không. Thì đấy cũng là cái câu chuyện mà nếu như bạn thích mùi hương nào thì bạn hãy cứ mạnh dạn. Đúng rồi. Tất nhiên là tôi không bảo là các bạn có thể nhịn ăn nhịn uống đến cái mức là các bạn không ăn gì cả để bạn mua một chai nước hoa này, không đến nỗi như vậy. Nhưng mà nếu như mà thích một mùi hương nào đấy thì hãy mua. Tại vì thứ mà mình thích mà mình còn không mua được thì mình cũng không biết là mình còn mua được những cái gì. Và mọi người hoàn toàn có thể qua Central của mình để mọi người trải nghiệm trực tiếp và hoàn toàn miễn phí nha. Thì mình mong muốn là mọi người có được sự trải nghiệm kiểu rõ ràng và kiểu hoàn hảo nhất ấy. Nên là mọi người có thể đến và kiểu nói chuyện với mình, anh em mình nói chuyện với nhau thoải mái, không vấn đề gì cả. Chung kiểu giống tôi ấy, với là thích mọi người lên để nói chuyện, đặt câu hỏi. Chứ các bạn cũng chả cần phải vào, phải 100% là mua. Tại vì những cái người mà kiểu như tôi là một người thích chia sẻ. Anh hay like, Anh hay live trên TikTok, anh rất thích mọi người hỏi kiểu về nước hoa, hỏi sâu sâu một tí. Thì kiểu cảm giác được trả lời tương tác với mọi người nó cũng là một cái thú vui, chứ không phải là chỉ lên chai này ngon, mua đi bạn, ấn vào giỏ hàng mua đi, thì không bao giờ đến mức như vậy. Tại vì là thực ra thì kênh của tôi thì tôi cũng chọn lọc người lên kênh, khách mời và kể cả những thương hiệu để giới thiệu, vì ít nhất là nó cũng sẽ gọi là đồng điệu và đồng màu sắc với kênh. Thế nên là như khách mời những cái số trước thì có Trung này, có Thắng, có Phúc, có kể cả một vài người khác, thì đấy đều là những con người mà rất là đam mê với nước hoa, nên là anh cũng rất là muốn giới thiệu đến. Thì bây giờ quay trở lại với Tada, đó là Tada có mùi hương nào mà em nghĩ rằng là sẽ phù hợp dành cho người mới? Phù hợp cho người mới à? Nếu mà mọi người muốn một mùi hương mà kiểu nó nhẹ nhàng một chút, nó thanh mát thì mọi người có thể tìm đến Eclat The Neroli, là một mùi hương chủ điểm là citrus này rồi hoa neroli. Nó rất là hay, cảm giác mùi hơi sủi sủi cơ. Nó rất là lạ, đây là một hương neroli lạ và nó sẽ khá là dễ dùng, và ra thì semi sigure, hoàn toàn là một mùi hương mà có thể phù hợp với rất nhiều dịp và rất nhiều người. Ở trong mùa đông này thì mình có thể tham khảo cái Latakia, là cái chai mà anh Kiên đã chụp ảnh. Chai đấy chuẩn bị lên trong ít đông nhá. Yên tâm là sau số này tôi mượn về luôn, là tôi làm, và tôi đã ngó được thêm một cái mùi của nữ rồi. Đấy, thì Latakia là mùi thuốc lá cùng với mật ong, nhưng mà ngửi nó cũng không bị đi theo lối mòn quá nhiều, thế nên là đấy là một cái mà mình cũng lựa chọn. Đó, nhưng mà trước tiên thì phải làm về để cho mọi người hiểu hơn về Tada đã. Thì bên cạnh đó thì còn những mùi gì nữa không? Còn mùi gì mùa đông nữa không? Mùa đông thì mình có thể ngửi thêm về vanilla. Đây là một mùi vanilla cũng rất là hay. Vanilla này thì nó sẽ không bị ngọt. Đầu tiên là nó sẽ không ngọt, nó sẽ cảm giác nó hơi khói mà lại có cái độ xanh của cái hạt vani tươi. Đó, quả vani tươi nó vẫn có cái độ xanh nhất định và nó sẽ có hơi smoky, hơi khói nhẹ, cùng với cả cái bản chất ngọt vốn có của vanilla đi, thì nó sẽ tạo ra một cái mùi hương mà cái mình thì mình hay trêu với cả mọi người đến ngửi. Anh em ngửi là đây giống mùi khoai lang mật nướng. Khoai lang mật nướng à? Đấy, khoai lang mật nướng. Đúng là mỗi người ở đây thì trên giấy nó cũng chỉ một phần nào thôi, nhưng mà lên đúng cái mùi vani hơi xanh xanh. Dạ vâng. Vani xanh này là một cái hơi hướng làm không nhiều. Dạ vâng, đúng rồi. Đấy, tại vì thực ra thì các bạn biết là như mình đã chia sẻ về số vanilla là một cái loài hoa mà cần có sự tác động của con người mới có thể cho ra hoa. Dạ vâng. Và rồi thì người ta sẽ thu hoạch quả, dạ vâng, trần các kiểu. Thì ban đầu nó có mùi xanh của nó cũng rất là dễ chịu, nhiều hoa hơn. Dạ vâng. Thì đây là một con ok, con này thì tôi nghĩ là khá là unisex. Tôi ngồi tôi kiểu nhìn thấy màu, các bạn là vì cái màu của nó nữa. Kiểu chưa thấy vani nào màu kiểu phớt hồng như thế này. Dạ vâng. Nên là cũng kiểu tò mò, tại vì lúc ấy các bạn nhìn là tôi quay hết tem ra ngoài, tôi ngồi tôi nhìn những màu nào đẹp đẹp là tôi xịt. Đấy. Còn ra nếu mà mình có thể thử thêm cái đây, Kisari. Nếu mà cho nam giới thì em nghĩ là một mùi rất khá hay. Mùi hương này thì nó có chủ điểm là gỗ hinoki. Gỗ hinoki, nếu như mọi người có tìm hiểu thêm hoặc muốn tìm hiểu thì gỗ hinoki là một loại gỗ mà kiểu thường được xuất hiện trong các chai nước hoa nói về chủ điểm về Nhật Bản, hoặc là các chai nước hoa liên quan đến nước Nhật. Tại vì thường loại gỗ này thì nó sẽ mang hơi hướng nó trong nó xanh và nó kiểu khá nhẹ nhàng. Gỗ này thì thường được sử dụng ở trong các phòng xông hơi của Nhật. Đấy. Ông nào mà hay đi kiểu massage Nhật thì kiểu gì cũng biết. Đó thì chủ yếu là hữu neki, mà khi xuống thì lại có cái độ kiểu creamy, nó hơi ngọt một chút, nó ngọt trong mức độ của gỗ đàn hương. Rồi rêu sồi, Osmos kiểu như vậy. Đấy, bây giờ tôi mới biết nhá. Tại vì tôi cũng chưa đọc về gỗ hinoki quá nhiều. Thì cái này là cái mà một cái điểm cộng nếu như các bạn đến những cái nơi mà cái người chủ là người tiếp các bạn, và cái thứ hai là người chủ là một người tìm hiểu về nước hoa sâu, thì người ta sẽ giải quyết cái vấn đề là gốc rễ của mùi hương cho các bạn hiểu hơn. Tại vì khi mà anh mới tìm hiểu về nước hoa, anh cũng rất là tò mò là có những nguyên liệu anh ngửi ngoài tự nhiên nó ra một kiểu, nhưng mà ở trong nước hoa tại sao nó lại ra kiểu này. Đấy là một cái. Mà có một cái nữa là anh thấy đó là mọi người luôn luôn cố gắng đi bóc tách tất cả mùi hương ra. Đó là mày ngửi chai này, tôi phải cố gắng ngửi ra tất cả các nốt hương, nhưng mà không giải quyết vấn đề gì cả. Khi mà kiểu mình tìm hiểu sâu hơn thì cái đẹp của mùi hương đó là cái sự mà tổng hợp tất cả các nguyên liệu lại để mang tới một cái mùi hương mới mẻ. Nhưng mọi người lại cứ đi kiểu cố gắng đi bóc tách, đi kiểu đi ngược lại quá trình ấy. Đấy, thì cái này cũng là một cái để cho mọi người có thể trải nghiệm. Nó là một cái trải nghiệm mà mình nghĩ là không có nhiều nơi có. Tại vì có những cái nơi bán thì người ta chỉ đơn thuần là mua và bán, như kiểu chúng ta đi mua ở siêu thị, chúng ta cần một sản phẩm, chúng ta lựa chọn. Còn chúng ta đi mua một sản phẩm khác, nó mang cái tính cá nhân nhiều hơn, thì cũng cần một cái người tư vấn và một người chủ cũng có lẽ nó sẽ đặc biệt hơn. Đây là một mùi gỗ, tôi nghĩ là chỉ có một thụ khá ok. Dạ vâng. Chứ không phải là nhất thiết là vào đông. Dạ vâng. Thì gỗ Hinoki vốn dĩ là nó cũng sẽ mang với mức độ kiểu airy ấy. Tức là nó sẽ nhẹ nhàng, nó bay bổng, nó giống như kiểu mình thả một con thuyền trôi trên mặt nước. Em hay rất Nhật. Đúng rồi, nó rất Nhật. Nó zen, nó thiền. Nó rất Nhật. Em hay gọi cái mùi mà kiểu có nốt gỗ Hinoki là mùi hương khó làm, khó để ngửi thấy luôn. Đó. Kiểu như hôm trước ngồi nói chuyện với Trung vào, anh thích cái F10, anh thích Mood Scene. Trung bảo anh giống em. Không, tại vì cũng thích cái hơi hướng làm kiểu như vậy. Nên là nếu như bạn nào thích cái hơi hướng như vậy thì các bạn cũng có thể hoàn toàn theo một vài cái lợi ý của Trung ở đây. Tada này thì hiện tại đã có trên 20 mùi hương, và với mỗi hương nó sẽ có một câu chuyện và một cái nốt mùi khác nhau, nên là nếu mọi người có điều kiện và có cơ hội thì chúng ta có thể gặp nhau tại cửa hàng của mình để mọi người có thể trải nghiệm. Không nhất thiết phải mua đâu nhá, anh em nhá. Không cần mua nha. Mọi người đến chơi với mình là mình vui rồi đấy. Không cần mua đâu, tại vì thực ra kênh tôi cũng toàn người nghèo, đi kiểu người ké. Nhưng mà có lẽ là sẽ có vài cái tên xuất hiện trong list mùa đông năm nay. Chia sẻ một chút về phần giá nhé, các bạn nghe, các bạn hiểu có thể nghe hơi sốc, tại vì với những cái gì mà Trung vừa chia sẻ về cái tính hơi đặc biệt, về cái hơi hướng và kể cả về cái phần nghệ thuật ở cái phần nắp chai mà nhìn thiết kế nó cũng hơi đặc biệt, nhưng mà giá thành của nó thì cũng khá tốt, Trung có thể tiết lộ. Cái khoảng giá của Tada thì nó sẽ trải dài từ 2.1 triệu cho đến 7.1 triệu trên 50ml. Trên 50ml và những chai limited thì là size 30ml. Đó, còn về cơ bản là nó sẽ khoảng giá từ 2.1 triệu cho đến khoảng tầm 3-4 triệu thôi. Đây là đối với các chai của gần như là 80-90%. Còn các chai limited thì người ta ông ấy sử dụng các nguyên liệu nó đặc biệt hơn, hoặc là người ông ấy bỏ ra nhiều công sức hơn thì giá nó sẽ hơi cao hơn một chút. Giống như cái chai Latakia là chai mà anh Kiên sắp cho vào bài một clip thu đông sắp tới thì nó dưới 2,5 triệu. Rẻ không? Rẻ là chính ra so với mấy con như kiểu Jack Lab với Nassot nhá, là nó rẻ hơn nhiều đấy. Hôm trước tôi nói vui vui với mọi người rồi là con đấy khả năng là sẽ hot, nhưng mà sợ là nếu mà cái sức mua nó quá lớn, nhiều khi đã không có hàng để mua thì nó hơi khó. Đấy cũng là một cái mà hơi cản trở đến từ những cái thương hiệu như vậy. Thế thì quay trở lại là chúng ta có thể nhìn thấy, nếu bạn nào theo dõi về nước hoa thì Thái Lan đang là một cái đất nước mà phát triển mảng mùi hương, tại vì anh có theo dõi những cái cuộc thi ở bên đấy khá là nhiều, những thương hiệu khá là nhiều. Và như hôm trước thì em chia sẻ là ở bên đấy đang là cái nôi nguyên liệu. Hiện tại đều trong thị trường Đông Nam Á thì Thái Lan đang là mọi người hay tìm đến và mua các sản phẩm mùi hương nguyên liệu của Thái Lan, và em đã có trải nghiệm và em đã mua, cũng có tìm hiểu về nguyên liệu một chút thôi. Thì em cũng có mua ở bên Pháp và ở bên Thái, rồi mua cả ở bên Úc nữa rồi. Thì theo như em đánh giá, và em có một người bạn là đang học của một trường chuyên về dạy về làm mùi hương ở bên Pháp, thì em và cậu em ấy có đánh giá là nguyên liệu của Thái nó khoảng tầm 80% là nó tiệm cận với cả chất lượng nguyên liệu của Pháp rồi, và em nghĩ là dần nó sẽ tiệm cận gần với nhau hơn nữa. Thế là Đông Nam Á cũng kinh phết. Nhưng về quay trở lại là Việt Nam, em nghĩ rằng là kể cả bây giờ trên góc độ là một người chơi đi, không nói về một chủ cửa hàng thì vẫn đặt về vấn đề kinh doanh nhá. Dạ vâng. Một người chơi thì em nhìn thị trường Việt Nam như nào? Tại vì cái này anh cũng rất là ít hỏi khách của anh. Nhưng mà tại vì em nhập một thương hiệu là láng giềng, anh cũng muốn nghe quan điểm một người chơi lâu năm Em nghĩ là thị trường Việt Nam hiện tại nó đang có một bước chuyển mình rất là lớn. Đó thì như mọi người biết, ngoài Tada ra thì chắc là mọi người tiếp cận đến các hãng của Thái Lan qua các sản phẩm của Prin, rồi của Butterfly, Thái Perfume trước đó. Tada hiện tại bây giờ cũng là một cái mới. Ngoài ra thì ngoài thị trường Thái Lan ra thì Malaysia hay là kiểu châu Á, kiểu Nhật Bản, Hàn Quốc mọi người cũng biết đến rất nhiều, kể cả Trung Quốc, nước kiểu là hàng xóm mình cũng có các sản phẩm mùi hương cũng khá là nổi bật. Và lại có một cái là bây giờ đi du lịch Thái Lan nó cũng dễ hơn. Dạ vâng. Cho nên là các bạn có thể là ok, các bạn có thể qua đây để các bạn biết đến Tada mà các bạn có một chuyến du lịch nào đấy đi chơi chẳng hạn thì dạ các bạn hoàn toàn cũng có thể tìm thử, đúng không? Dạ vâng. Đấy thì có nghĩa là chúng ta không nhất thiết phải đặt nặng vào vấn đề là nước hoa phải đến từ châu Âu rồi phải đến từ Pháp chứ thứ. Tại vì bây giờ như Trung nói là kiểu thế giới phẳng. Dạ vâng. Mọi thứ nó bằng phẳng với nhau hết và chỗ nào ngon, giá mà phù hợp với nhu cầu và mùi ok thì chúng ta có thể tiếp cận. Thậm chí là kể cả sau này mà Việt Nam mà có một thương hiệu ok chẳng hạn thì biết đâu lại ra đến cả thế giới. Kiểu anh thấy bây giờ Việt Nam cũng nhiều thương hiệu ok mà. Đấy làm thì tốt. Như em nói lúc đầu với anh kia đấy thì anh em mình cũng biết đến vài bạn có ăn học đàng hoàng này, có sự kiểu thu nạp về kiến thức, về ý tưởng, về concept rất là rõ ràng, chứ không phải là theo dạng mọi người cứ hay tưởng tượng là nước ngoài Việt Nam sẽ đi sẽ phải làm kiểu bắt chước các mùi hương của các mùi hương designer và bắt chước mùi của nước khác về, hay là các mùi hương nó đơn nốt kiểu bình thường từ các nguyên liệu rất là kiểu dễ có của Việt Nam. Nó cũng là một cái rào cản hơi lớn. Dạ vâng. Tại vì cũng có thể là hiện tại thì nếu mà để trên góc nhìn của anh nhá thì thương hiệu Việt bây giờ cũng đang rất là nhiều. Dạ vâng. Nhưng mà để mà chỉnh chu nghiêm túc mà có một định hướng lâu dài thì nó cũng không, chắc là cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Dạ vâng. Nên là người dùng người ta cũng bị một cái là người ta chỉ đơn giản là người ta mua sử dụng nhưng mà nó không đáp ứng được nhu cầu ấy. Nên là dần dần mọi người cũng có thể là có một vài cái người ta đánh giá những sản phẩm Việt nó không được tốt trong cái ấn tượng ban đầu là như vậy. Thì thực ra những cái số podcast như này thì chúng tôi ngoài cái việc là chúng tôi mang tới những cái thông tin về những nhà hương hay là về những câu chuyện bên lề thì chúng tôi cũng muốn đưa góc nhìn từ những người gọi là có thể đi trước ở trong cái mảng nước hoa này được trải nghiệm nhiều hơn để cho các bạn có thêm những cái góc nhìn nó khách quan hơn. Đó thì về Tada thì các bạn có thể biết tìm ở đâu rồi đấy. Đó thì thông tin ở phía dưới tôi sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Dạ vâng. Từ web cho đến kể cả Trung có ngại để Facebook không? Em thì không. Thì có mỗi tội là Facebook của em thì em cũng không chia sẻ nhiều trên Facebook lắm. À đấy. Thế thôi, thế để fanpage đi, page đi. Dạ vâng, ok. Để page thì mọi người có thể tìm hiểu và đọc những cái bài review ở đấy. Dạ. Và nếu mà có mọi người ở Hà Nội mọi người có thể qua thử. Tại vì cũng chưa có nhiều người biết đâu đến Central dạ. đâu. Dạ. Vì anh nghĩ là chắc là cũng mới, với lại chắc cũng chưa làm cái khâu marketing quá nhiều. Dạ vâng. Nhưng mà em đây mới mở mới ấp ủ. Thật ra thì cửa hàng này em đã dự định đã mở từ khoảng tầm trước đây khoảng tầm 3-4 tháng cơ, nhưng mà mình cứ nói thật là mình chăm chút cho cửa hàng hơi kỹ với cả nhiều ý tưởng quá nên là thành ra nó cứ đấu đá nhau. Sau đấy lúc mà thực hiện thì có những ý tưởng mà mình rất muốn làm nhưng mà thợ mình lại không làm được, thế là cứ phải xoay lăn quanh. Rồi ok, thì rất là cảm ơn Trung hôm nay đã mời anh đến đây. Đây là cửa hàng, đây là tầng 2 của cửa hàng của Trung. Thì đến đây quay một cái số chia sẻ để chúng ta tìm hiểu về Tada. Và nếu như các bạn muốn nghe sâu hơn hay là các bạn muốn đến chơi thì các bạn hoàn toàn có thể đến cửa hàng của Trung để có thể thử. Còn nếu mà các bạn muốn xem mình chia sẻ về những cái mùi hương nào thì hãy cứ mạnh dạn bình luận ở phía dưới. Và chắc chắn là tôi cũng sẽ mang tới vài mùi hương trong mùa đông năm nay, thậm chí là kể cả mùa hè sắp tới. Và một lần nữa thì cảm ơn Trung. Còn bây giờ thì nếu mà các bạn thấy video này hay, đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Còn xin chào, hẹn gặp lại, bye.